Cô thân mến, chào các bạn học sinh của trường tiểu học Châu Văn Liêm. Đến với tiết học môn địa lý ngày hôm nay. Ở tiết địa lý hôm nay, cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu về sông Ngòi của Việt Nam qua bài Sông Ngòi. Trước khi chúng ta vào bài mới, thì chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại bài cũ. Nước ta nằm trong đới khí hậu nào? Các bạn có câu trả lời chưa? Nước ta có khí hậu nhiệt đới gió mùa. Đặc điểm của đới khí hậu này là gì? Đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa là nhiệt độ cao, gió và mưa thay đổi theo mùa. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bước vào bài tìm hiểu về sông Ngòi. Phần đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về nước ta có mạng lưới sông Ngòi dày đặc. Các bạn quan sát và chỉ trên lược đồ các con sông lớn của Việt Nam, hình 1, trang 75, sách giáo khoa. Và cho biết vì sao sông ở miền Trung ngắn và dốc. Các con sông lớn ở miền Bắc có sông Hồng, sông Đà, và sông Thái Bình. Ở miền Trung có sông Mã, sông Cả và sông Đà Răng. Còn ở miền Nam có sông Tiền, sông Hậu và sông Đồng Nai. Đó là các con sông lớn của Việt Nam. Đây cô giới thiệu cho các em về hình ảnh sông Hồng nhìn từ trên cao. Sông Cả sông Đà Răng và sông Đồng Nai. Sông ở miền Trung ngắn và dốc vì vị trí miền Trung hẹp, có núi và ở gần biển. Phần thứ hai, chúng ta tìm hiểu về sông Ngòi nước ta có lượng nước thay đổi theo mùa và có nhiều phù sa. Vào mùa mưa, nước sông dâng lên nhanh chóng, có khi tràn ngập hai bên bờ gây lũ lụt. Vào mùa khô, thì nước sông hạ thấp.
thấp, lòng sông trơ ra những bãi cát hoặc là sỏi đá. Vậy thì hiện tượng nước sông dâng lên xuống theo mùa có ảnh hưởng gì tới đời sống và sản xuất của nhân dân ta không? Em hãy hoàn thành cái bảng sau nhé. Về thời gian, mùa khô thì có đặc điểm như thế nào ảnh hưởng tới đời sống sản xuất? Về mùa khô, đặc điểm ảnh hưởng tới đời sống sản xuất như thế nào? Em đã hoàn thành xong chưa nè? Đây là một số hình ảnh các con sông về mùa nước lũ và mùa nước cạn. Ta thấy ở mùa nước lũ thì nước sông dâng lên rất là cao. Còn ở mùa nước cạn thì nước sông hạ thấp, lòng sông trơ ra những bãi cát, bãi sỏi. Về mùa mưa thì nước dâng lên nhanh chóng, có khi tràn ngập cả hai bên bờ gây lũ lụt, ảnh hưởng tới giao thông trên sông, trên biển. Nước lũ đe dọa dọa đến đời sống của nhân dân, đến mùa màng, vân vân. Còn mùa khô thì nước sông hạ thấp, lòng sông trơ ra những bãi cát, bãi sỏi, ảnh hưởng tới hoạt động của nhà máy thủy điện, ảnh hưởng đến mùa màng, gây khô hạn. Ta xem, mùa nước lũ, nước sông dâng cao làm ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của nhân dân, đi lại rất là khó khăn và nguy hiểm đó. Về mùa cạn, đây, mùa khô thì nước sông cạn gây nhiều khó khăn cho đời sống và sản xuất của nhân dân. Sông cạn thì đất đai cằn cỗi, khô nước nẻ, thì cây cối khó có thể sống được, ảnh hưởng đến đời sống của con người rất là nhiều. Phần số 3, chúng ta tìm hiểu về vai trò của sông ngòi. Các bạn hãy cho biết đồng bằng Bắc Bộ và đồng bằng Nam Bộ do những con sông nào bồi đắp? Chỉ trên lược đồ hình 1 vị trí của các nhà máy thủy điện Hòa Bình, Ialy và Trị An. Đây là đồng bằng Bắc Bộ. Đây là đồng bằng Nam Bộ. Và đây là đồng bằng Duyên Hải miền Trung. Vậy thì quan sát khu vực đồng bằng Bắc Bộ thì ta thấy đồng bằng Bắc Bộ do sông Hồng và sông Thái Bình bồi đắp nên. Và khu vực đồng bằng Nam Bộ thì do sông Mê Công. Do sông Mê Công và do sông Đồng Nai bồi đắp nên. Chỉ vị trí của các nhà máy thủy điện Thác Bà, Hòa Bình, Ialy và Trị An. Nhà máy thủy điện Thác Bà, các em thấy chưa nè, đây chấm đây, nhà máy thủy điện Hòa Bình đây, và nhà máy thủy điện Ialy. Đây, em thấy cái ngôi sao màu xanh đây. Đây, cô giới thiệu cho các em xem một số hình ảnh về nhà máy thủy điện Hòa Bình trên sông Đà.
Đây là nhà máy thủy điện Iali trên sông Sesan. Đây là nhà máy thủy điện Trị An trên sông Đồng Nai. Và đây là nhà máy thủy điện Sơn La. Đây là nhà máy thủy điện Na Hang ở Tuyên Quang. Sông ngòi bồi đắp nên nhiều đồng bằng, cung cấp nước cho sản xuất và đời sống của người dân. Sông ngòi còn là đường giao thông quan trọng, cung cấp nguồn thủy điện lớn và cho ta nhiều thủy hải sản. Nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc, nhưng ít sông lớn. Sông của nước ta có lượng nước thay đổi theo mùa và có nhiều phù sa. Sông ngòi có vai trò quan trọng đối với đời sống và sản xuất của nhân dân. Đây là ghi nhớ của bài học về sông ngòi. Các em hãy đọc thầm lại một lần nữa nha. Trước khi chúng ta kết thúc bài học, chúng ta cùng nhau chơi một cái trò chơi nhỏ nhé. Đây là trò chơi ô chữ kỳ diệu. Ô số 1, mạng lưới sông ngòi nước ta như thế nào? Câu trả lời gồm có 6 chữ cái. Bạn nào đã tìm ra rồi? Đó là dày đặc. Mạng lưới sông ngòi nước ta dày đặc. Tên con sông cung cấp nguồn nước cho thành phố Hồ Chí Minh. Câu trả lời có 7 chữ cái. Các bạn đã biết chưa nào? Đó là Đồng Nai. Con sông cung cấp nguồn nước cho thành phố Hồ Chí Minh đó chính là Đồng Nai. Câu số 3. Về mùa lũ, nước sông thường rất đục. Vì sao? Bạn nào có câu trả lời rồi? À, bởi vì nó có nhiều phù sa. Qua bài sông ngòi này, chúng ta đã biết được về đặc điểm sông ngòi nước ta và những cái vai trò của sông ngòi. Chúng ta hiểu được vai trò của sông ngòi như thế nào? Và qua đó chúng ta cần có thái độ là bảo vệ cái nguồn nước, bảo vệ nguồn nước sạch. Chúng ta không nên vứt rác bừa bãi xuống sông, xuống kênh rạch, mà chúng ta phải biết bảo vệ môi trường, bảo vệ cái cuộc sống xanh, sạch của chúng ta. Và chúng ta hãy tuyên truyền những cái kiến thức để chúng ta cùng nhau góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ dòng sông. Các bạn có làm được không nè? Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô hẹn gặp các bạn ở tiết học sau nhé. Chúc các em luôn học tốt, chăm ngoan và nhiều sức khỏe. Cô chào tạm biệt các em.